Cách bố mẹ Jin Tuấn Kiệt đối xử với Puka gây chú ý. Sau thời gian lộ hình hẹn hò, tối mùng 6 tháng 9, Jin Tuấn Kiệt chính thức xác nhận đã cầu hôn Puka. Hiện khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi thu hút được 1 triệu lượt thích trên mạng xã hội. Nhiều bạn bè đồng nghiệp dần dần chờ mong ngày cả hai tổ chức đám cưới. Họ còn tạo ra trào lưu, chế ảnh, giải rác khắp mạng xã hội thay lời ăn mừng cho cặp đôi. Mới đây trong tiệc sinh nhật của Jin Tuấn Kiệt, Puka lần đầu xuất hiện trên danh nghĩa vợ chồng. Điều khiến nhiều người chú ý chính là khuôn mặt của cặp đôi tràn ngập hạnh phúc, cùng nhau pha trò lầy lội với dàn khách mời và lúc nào cũng kề cận nhau cực tình. Trong buổi tiệc sinh nhật của Jin Tuấn Kiệt, nhiều bạn bè thân thiết của cặp đôi như MC Đại Nghĩa, Dương Phạm, Trương Thế Vinh, Huỳnh Lập, Anh Tú cũng có mặt và chúc phúc. Hơn thế nữa, buổi tiệc này còn có sự xuất hiện của bố mẹ Jin Tuấn Kiệt. Đây cũng là lần hiếm hoi nữ nghệ sĩ xuất hiện chung khung hình với bố mẹ chồng tương lai. Từ đó cho thấy cô được gia đình bạn trai đón nhận. Trước đó Puka đã nhiều lần bị soi tham dự buổi tiệc thân mật sinh nhật cùng gia đình của Jin Tuấn Kiệt mà không thừa nhận. Trước khi xác nhận chuyện tình cảm, cách đây vài tháng Puka từng tiết lộ đang trong mối quan hệ tình cảm. Song khi ấy danh tính của nửa kia không được tiết lộ. Puka cũng lớn rồi, đâu phải con gái 18-20 đâu mà phải giấu. Puka có người yêu rồi và người yêu Puka cũng hiểu về mọi mặt. Hầu như người yêu Puka không ghen tuông với bất kỳ ai và hiểu công việc của Puka là cần phải như vậy. Còn chuyện cưới xin thì cho Puka xin được giữ lại. Puka từng chia sẻ là chỉ thích quen người trong ngành, không thích quen người ngoài ngành. Thế nhưng cuộc đời đưa đẩy, hữu duyên, dính đâu thì dính. Thế nhưng khi tình yêu đủ độ chín và tôi thấy sẵn sàng thì sẽ chia sẻ với mọi người. Puka nói. Thêm qua đường bắt chọn video Puka và Jin Tuấn Kiệt hẹn hò ngoài phố, còn diện cả đồ đôi. Puka và Jin Tuấn Kiệt được dân tình đẩy thuyền nhiệt liệt sau khi cùng nhau xuất hiện trong một chương trình thực tế. Mới đây nhất, netizen còn tiếp tục tóm gọn khoảnh khắc, ghi lại cảnh Jin Tuấn Kiệt Puka bị bắt gặp ngoài phố. Điều khiến netizen chắc nịch cả hai hẹn hò là việc Puka và Jin Tuấn Kiệt diện đồ đôi còn cùng nhau ra về. Trước đó, vào ngày 22 tháng 2 năm 2022, Puka chia sẻ hình nền điện thoại của mình, cô ngọt ngào viết: "Em cứ tưởng hình mình chán cho đến khi anh để màn hình chính." Đáng chú ý trong hình, nữ diễn viên tình tứ hôn má một người đàn ông giấu mặt. Dù danh tính không được tiết lộ, song nhiều fan hâm mộ tò mò đồn đoán liệu đây có phải là Jin Tuấn Kiệt. Cách đây không lâu, Puka và Jin Tuấn Kiệt khiến dân tình nhốn nháo khi úp mở việc đã chia tay. Trên Instagram, Puka đăng tải bức ảnh cùng dòng trạng thái: "Ta cần thêm bao nhiêu lần vụn vỡ." Về phía Jin Tuấn Kiệt, anh chàng cũng đăng bức ảnh đen với chia sẻ: "Cảm ơn vì mọi thứ." Động thái mới này của cặp đôi đã khiến dân tình đặt nghi vấn Jin Tuấn Kiệt Puka chia tay. Nhiều người bày tỏ tiếc nuối nếu cặp này đường ai nấy đi. Tuy nhiên đây mới chỉ là dự đoán thôi, thực ra thì thực hư câu chuyện vẫn chưa hề rõ bởi vì người trong cuộc vẫn chưa từng lên tiếng. Ngoài ra cư dân mạng cũng xôn xao trước tin nghi vấn Jin Tuấn Kiệt và Puka sống chung nhà. Theo đó, Puka đã chia sẻ bức ảnh chụp một góc phòng kèm dòng chú thích ngọt ngào: "Em thích cái cách anh hay ngắm em ngủ dù em không thấy." Trong một bức ảnh khác mà Jin Tuấn Kiệt đăng tải, người hâm mộ nhanh chóng soi ra được tấm thảm trắng và màu tường trong phòng nam ca sĩ giống y như bức ảnh của Puka. Được Puka công khai hỏi: "Mê chị hay sao?" Jin Tuấn Kiệt phản hồi thế nào? Jin Tuấn Kiệt Puka từ lâu đã trở thành cặp đôi chị em được đông đảo người hâm mộ đẩy thuyền. Mới đây, cả hai tiếp tục khiến fan đứng ngồi không yên khi công khai thả thính nhau trên mạng xã hội. Puka chia sẻ đoạn clip Jin Tuấn Kiệt nhắc đến tên mình khi tham gia một chương trình giải trí. Puka còn công khai hỏi thẳng Jin Tuấn Kiệt: "Mê chị hay sao?" Jin Tuấn Kiệt ngay lập tức có màn phản hồi đầy ngượng ngùng: "Thì em nhớ em đóng phim với chị nên em đoán vậy đúng rồi mà." Màn tương tác thân thiết của Puka và Jin Tuấn Kiệt khiến fan hào hứng cho rằng thuyền sắp cập bến. Cách đây vài ngày, Jin Tuấn Kiệt khiến fan xôn xao khi công khai hình ảnh thả thính Puka. Tiến Luật bất ngờ chia sẻ hình ảnh Puka chụp ảnh cho con trai Jin Tuấn Kiệt kèm dòng trạng thái: "Cô gái trong hình chắc hẳn phải là một đại mỹ nhân nên con tôi mới vui tới vậy." Trước sự trêu đùa của đàn anh, Jin Tuấn Kiệt không ngại ngần phản hồi: "Con cũng chỉ học tập theo ba để có được đại mỹ nhân như mẹ Thu Trang thôi mà." Trước đây, cặp đôi không ít lần vướng tin đồn hẹn hò khi bị soi ra ảnh du lịch cùng nhau hoặc những lần xuất hiện tình tứ tại đường phố. Tuy nhiên, cả hai đều giữ im lặng. Dù thế, người hâm mộ vẫn không ngừng đẩy thuyền mong chờ tin vui từ cặp đôi. Bị soi tin nhắn nghi làm phó nháy cho Jin Tuấn Kiệt ở nhà riêng, Puka lên tiếng với thái độ khác 180 độ. 5 lần 7 lượt bị soi hay, Puka nên đã có phản ứng lạ khiến một bộ phận dân mạng phải quay xe. Sau cuộc tình tan vỡ với đạo diễn Diệp Tiên, Puka liên tục bị soi hay có mối quan hệ đặc biệt với Jin Tuấn Kiệt. Được đẩy thuyền, cả hai rất thoải mái xuất hiện cùng nhau chứ không hề né tránh, thậm chí thỉnh thoảng còn tự chèo ra khơi khiến dân tình rần rần. Đáng nói nhất, vào tối ngày 6 tháng 8, Huỳnh Lập chia sẻ tin nhắn trò chuyện riêng tư với Puka và để lộ chi tiết cô đang sao chép loạt hình ảnh clip có phông nền giống với ảnh sống ảo mới nhất của Jin Tuấn Kiệt. Nhanh như chớp, các thánh hống liền cho rằng nghi vấn cặp đôi sống cùng nhà là có cơ sở, thậm chí còn trêu Puka làm phó nháy cho Jin Tuấn Kiệt.
Ngay lập tức, nữ diễn viên đã hé lộ một ảnh cận trường quay giả chiến tại nhà để ngầm thanh minh chuyện check-in tại nhà riêng của Jin Tuấn Kiệt. Có thể thấy, nếu nhìn kỹ thì bức ảnh của cả hai chỉ hao hao nhau về màu sắc, nhưng bối cảnh xung quanh không hề giống. Không chỉ thế, đàn gái còn lên tiếng, trên đời này cái gì cũng nên vừa phải, đừng cố gắng ghép đôi khi mất hay. Trước chuyện được đẩy thuyền quá đà của dân mạng nên mới đăng đàn căng thế kia. Đây cũng là lần hiếm hoi nữ diễn viên thể hiện thái độ hờn giận ra mặt khi bị ghép đôi với Jin Tuấn Kiệt. Bị soi tin nhắn nghi làm phó nháy cho Jin Tuấn Kiệt ở nhà riêng, Buka lên tiếng với thái độ khác 180 độ. Năm lần bảy lượt bị soi hai, Buka nên đã có phản ứng lạ khiến một bộ phận dân mạng phải quay xe. Sau cuộc tình tan vỡ với đạo diễn Diệp Tiên, Buka liên tục bị soi hai, có mối quan hệ đặc biệt với Jin Tuấn Kiệt. Được đẩy thuyền, cả hai rất thoải mái xuất hiện cùng nhau chứ không hề né tránh. Thậm chí thỉnh thoảng còn tự chèo ra khơi khiến dân tình rần rần. Đáng nói nhất, vào tối ngày 6 tháng 8, Huỳnh Lập chia sẻ tin nhắn trò chuyện riêng tư với Buka và để lộ chi tiết cô đang sao chép loạt hình ảnh clip có phông nền giống với ảnh sống ảo mới nhất của Jin Tuấn Kiệt. Nhanh như chớp, khách thánh hống liền cho rằng nghi vấn cặp đôi sống cùng nhà là có cơ sở, thậm chí còn trêu Buka làm phó nháy cho Jin Tuấn Kiệt. Ngay lập tức, nữ diễn viên đã hé lộ một ảnh cận trường quay giả chiến tại nhà để ngầm thanh minh chuyện check-in tại nhà riêng của Jin Tuấn Kiệt. Có thể thấy, nếu nhìn kỹ thì bức ảnh của cả hai chỉ hao hao nhau về màu sắc, nhưng bối cảnh xung quanh không hề giống. Không chỉ thế, đàn gái còn lên tiếng, trên đời này cái gì cũng nên vừa phải, đừng cố gắng ghép đôi khi mất hay. Trước chuyện được đẩy thuyền quá đà của dân mạng nên mới đăng đàn căng thế kia. Đây cũng là lần hiếm hoi nữ diễn viên thể hiện thái độ hờn giận ra mặt khi bị ghép đôi với Jin Tuấn Kiệt. Buka, Jin Tuấn Kiệt tình tứ nắm tay nhau trên mạng xã hội. Jin Tuấn Kiệt vừa xuất hiện trong chương trình ẩm thực đặc biệt của Buka và đã trở thành khách mời đặc biệt. Cặp đôi này đã có nhiều hành động và cử chỉ thân mật khiến người hâm mộ không khỏi phấn khích. Tin đồn về mối quan hệ giữa Buka và Jin Tuấn Kiệt được Lê Dương Bảo Lâm tiết lộ, đồng thời cũng có những cử chỉ si mê rõ ràng. Trong chương trình, Rick Phan và bà xã Mai Quỳnh Anh đã đặt ra những thử thách cho Buka và Jin Tuấn Kiệt và ai thắng sẽ được nhận phần thưởng. Dù ngại ngùng nhưng cặp đôi này vẫn đang chặt tay nhau và phủ nhận việc có mối quan hệ nghiêm túc. Tuy nhiên, khi Rick Phan hôn Mai Quỳnh Anh, Buka và Jin Tuấn Kiệt đã chịu thua trong cuộc thi này. Buka cảm thấy ngại ngùng trước câu hỏi của Jin Tuấn Kiệt khi nào chị lấy chồng. Trong một tập của chương trình, Buka đã đuổi Rick Phan Mai Quỳnh Anh để có thể tận hưởng thời gian bên bạn trai tin đồn của mình. Nữ nghệ sĩ đưa Jin Tuấn Kiệt lên xe máy và đưa anh ta đến một nhà hàng để thưởng thức các món ngon. Trong chương trình gần đây, Buka và Jin Tuấn Kiệt đã có khoảnh khắc hẹn hò lãng mạn khiến các fan đứng ngồi không yên. Tin đồn hẹn hò của cặp đôi được dấy lên khi cư dân mạng phát hiện rất nhiều bằng chứng cho thấy họ sống chung nhà và diện đồ đôi. Các sao Việt cũng không ngừng trêu ghẹo hai người, nhưng chính chủ vẫn giữ kín tình cảm của mình.